Check it out. Chào quý vị và các bạn. Xin chào mừng quý vị và các bạn đã quay lại với Nghĩa Audio. Hôm nay thì mình xin giới thiệu đến anh em một cái con đẩy của hãng PS Audio với cái mã số là DK850 với công suất là 850W một kênh để sử dụng cho anh em có thể đánh được một cặp loa bát 40 hàng khủng, ví dụ từ 22-100, full 30, 4 tấc, hoặc anh em có thể sử dụng để đánh hai cặp bát 30 từ 190, côn 76, rất là thoải mái anh em nhé. Để sử dụng cho anh em sử dụng những cái cặp loa như vậy. Hoặc anh em có thể sử dụng để đánh súp, súp 40, súp 50, súp hơi anh em nhé. Về cái con đẩy này thì nó là một cái dòng đẩy của thương hiệu PS Audio, được sản xuất theo cái công nghệ của Mỹ, với cái kỹ thuật mạch của nó là Class H anh em nhé. Sẽ mang lại cho anh em một cái chất lượng tiếng cực kỳ là ngọt ngào, tiếng rất là sáng, mà cái trọng lượng của nó rất là nhẹ, nó chạy cực kỳ là mát máy, êm. Sản phẩm này là sản phẩm hàng mới được nhập nguyên thùng. Nhập nguyên thùng anh em nhá. Đây, nhập nguyên thùng đây. Đấy. Cho anh em và được bảo hành 1 năm, bảo hành 1 năm 12 tháng cho anh em. Về thiết kế cái mặt trước của nó thì anh em có thể nhìn ở đây. Em sẽ quay cho anh em. Một cái con PS Audio, cái logo PS Audio ở đây. Có hai cửa sổ hút gió vào để tản nhiệt ở bên trong. Thì nó sẽ có những cái lớp bông ở đây, lớp bông mút ở đây này, để chắn bụi. Đấy. Mặt trước của nó thì có hai núm để chỉnh phần công suất. Mặt hoàn toàn màu đen nhé, mặt hoàn toàn màu đen chữ trắng, rất là nổi bật, nó khỏe khoắn. Ở đây sẽ có một cái màn hình, ở đây nó sẽ hiển thị cho anh em là về cái phần công suất của hai kênh và nhiệt độ của hai kênh. Đấy. Hai cái nút tinh chỉnh Enter Select này. Và đèn báo gồm có đèn power, có bốn đèn power này, đèn signal, clip và protect. Power báo nguồn, signal báo tín hiệu, clip báo quá tải và protect báo là chưa đóng le. Đấy, có thể bật lên cho anh em xem này. Đấy, khi đâu đóng le thì đèn protect sẽ tắt. Đấy, đèn power báo nguồn báo xanh là ok, máy hoạt động em nhé. Đấy, sẽ mở nhẹ lên. Bây giờ thì mình sẽ mở phần bế bên trong, phần ruột gan cho anh em cùng xem. Đấy, đã mở sẵn cho anh em, đỡ mất thời gian của anh em. Đây thì bên trong này nó là sử dụng một cái biến áp xuyến này, biến áp nguồn xuyến nhá. Ở đây nó sẽ ghi là KM2005-320L28 này. Đấy, có các cái đầu ra 0V, 51V. Đấy, 51V cộng trừ. Đấy, rất là nhiều. Đặc biệt là cái con này nó chạy trong cái dòng hai kênh của PS thì nó là chạy cái con hai kênh, nó công suất là 850W một kênh. Cho nên là cái tụ của nó anh em nhìn này, cái tụ của nó là chạy điện áp 100V anh em nhá, 100V. Điện áp 100V và dung lượng tụ 10.000 microfarad. 10.000 microfarad anh em này, chạy tụ xanh xịn của hãng nhá. Đấy. Công nghệ của Class H đấy, này, được chạy trên bốn cái miếng nhôm này, nó rất là mát máy em nhé, rất là mát. Được phủ một cái lớp này lên đấy, để cho nó chống nhiễu cho bên ngoài đấy. Tất cả những cái dây đấy được hãng đi cực kỳ là gọn gàng đấy, được bó vào trong những cái gen đen này, dơ le công suất này, biếu nguồn đồ điện này đấy.
công nghệ ngày càng phát triển, cho nên là những cái cục đẩy này thì nó làm ngày càng gọn nhẹ đi cho anh em. Mà tiếng mình đang đánh mộc từ điện thoại ra rất là hay anh em nhé. Về phía mặt sau thì nó cũng có đầy đủ tất cả những các cái đường như là cổng ra, cổng vào, line, các thứ đầy đủ cho anh em. Để mình sẽ qua dừng sau cho anh em cùng xem. Đây là tín hiệu vào này. Tín hiệu vào thì em đang line bằng từ con điện thoại sang. Đây đầu vào đây. Đấy, có đường link và có cần gạt sensitivity này, gạt dồn kênh này, đầy đủ hết nhé anh em nhé. Hai quạt tản nhiệt đằng sau. Ở đây là các cái cầu ra loa. Ở đây đang cắm mà em đang cắm bằng cầu Neutrik này, hay là gọi là jack CUDA. Đấy. Công ta dây nguồn này, dây nguồn rời anh em này, dây nguồn rời để có thể rút ra được này. Đấy, dây nguồn rất là to. Dã man luôn. Đấy, cắm vào cho anh em để thử cho anh em nhé. Bây giờ sẽ đánh thử cho anh em. Đánh mộc từ điện thoại ra luôn anh em này. Đấy, điện thoại đây. Như này. Cắm nguồn vào. Ok. Đây là chuẩn xịn Class H nhé. Đối với dòng Class H này thì nó sẽ sử dụng ở trên những cái dòng đẩy như là con Crown của Mỹ này, cái dòng XLI cũng chạy Class H như này. Thì anh em có thể tham khảo về cái chất lượng của những cái công nghệ Class H như này ở trên Google anh em nhé. Đấy, chất tiếng của nó thì đã được khẳng định rồi. Em sẽ mở cho anh em một bản nhạc test. Đánh thẳng luôn. Mình sẽ thử cho anh em một đoạn nhạc vàng để cho anh em thưởng thức anh em nhé, một đoạn nhạc vàng. Mai em xa rời tôi, còn ai cùng đi giữa đời? Mênh mông đây là đâu? Là biển vắng đêm sâu. Khi em quay mặt đi, lòng tôi tựa phiến đá sầu. Chờ vơ trong lạnh công, muộn phiền theo tháng năm. Rất là sáng em nhé, mà đang đánh chay, chưa qua những cái thiết bị khác để nâng tiếng lên, hoặc là có thể nén tiếng hoặc cắt những cái tần số nó không tốt đi anh em nhé. Đây là một trong những cái dòng đẩy chạy công nghệ Class H. Đấy, nó là công nghệ của Class H của Mỹ anh em nhé, chuẩn luôn. Đấy. Anh em nếu cảm thấy thích những cái sản phẩm Class H như này, nhỏ gọn mà nhẹ như thế này, thì có thể liên hệ trực tiếp đến Nghĩa Đô có số điện thoại 0934573743. Hoặc em có bất cứ câu hỏi nào thì có thể đặt phía dưới phần comment anh em nhé. Ý kiến của anh em về dòng này, về thiết kế, về chất lượng, về sản phẩm, về tiếng ca. Xin chào, hẹn gặp lại anh em vào những clip tiếp theo. Mọi chi tiết thì anh em có thể liên hệ đến số hotline của Nghĩa Đô qua số 0934573743. Xin chào, hẹn gặp lại anh em vào clip tiếp theo.
tôi nay là đá sỏi, nhưng đã nằm khổ đau với tình yêu em. Mùi chia phôi em và tôi thiên đường.